nha. Thank you hả? Còn có gì đó là hồi mình từ cái tiền lãi ra rồi mình còn cái gì đi. Quý vị vô hà. Chồng quốc kỳ ngày chủ nhật bắt đầu 4 xá. Trăng quýt chim bao làm cho hoa.
do cùng nhau kính dâng hương hoa trước tượng đài để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam Cộng hòa và đồng minh đã hy sinh bất mạng trong cuộc chiến chống cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi và anh linh các liệt sĩ hộ trì cho đất nước và con dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, tổ quốc và non sông Việt Nam được trường tồn vĩnh cửu, dân tộc Việt Nam luôn bất khuất vượt cường trước mọi kẻ thù tàn phá xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những chiến sĩ đang can trường đấu tranh ở quê nhà cũng như tại hải ngoại đạt được nhiều thắng lợi, giành lại tự do, nhân quyền và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho hơn 90 triệu đồng bào tại Việt Nam. Lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho quốc gia Việt Nam Cộng hòa được sớm tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, nêu cao chính nghĩa ngàn đời từ Bắc đến Nam. Tất cả chúng tôi xin cúi đầu kính bái. Sau đây ban anh thư thiện nguyện sẽ công hiến quý vị bài Cô Gái Việt. Thủy thì gái Mỹ đi. Chị đổi thành cô gái Mỹ nha. Nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam mà, cho nên là một bạn là cô gái Việt. Sau đây ban ngọc anh thư thiện nguyện xin truyền lại nhận bài Cô Gái Việt. Mời quý chú lên chụp tấm hình để kỷ niệm với anh Thư.